Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 9, trang 27, 31, bài 8, năng động sáng tạo. Đầu tiên, một La Mã đặt vấn đề. Một, nhà bác học Edison. Vào năm 12 tuổi, Edison đã phải thôi học ở trường tiểu học, suốt ngày đi bán báo kiếm thêm tiền, lo cho sinh hoạt của gia đình. Một buổi tối, khi đi làm về, Edison đã nhìn thấy mẹ đang nằm quằn quại trên giường. Thầy thuốc nói mẹ cậu bị đau ruột thừa cấp tính, cần phải mổ ngay, không thể chậm trễ. Song vì nhà nghèo không có tiền để chữa bệnh ở bệnh viện, mà ở nhà thì trời quá tối. Nếu chỉ dựa vào ánh sáng của mấy ngọn nến thì không đủ sáng để thầy thuốc tiến hành ca mổ. Thương mẹ, Edison suy nghĩ rất lung, và rồi bỗng cậu bé nghĩ ra cách thực hiện cái ý tưởng đó. Edison tháo cái cánh cửa gương ở tủ quần áo ra và chạy sang nhà hàng xóm mượn về mấy tấm gương lớn, một số nến và đèn dầu. Cậu đặt các tấm gương xung quanh giường và đặt các ngọn nến, đèn dầu trước gương, điều chỉnh vị trí đặt đúng cho ánh sáng tập trung để thầy thuốc mổ cho mẹ mình. Nhờ có đủ ánh sáng, ca mổ tiến hành một cách thuận lợi, mẹ Edison đã được cứu sống. Về sau, nhờ năng động sáng tạo, Edison đã tìm tòi sáng chế ra đèn điện và nhiều phát minh có giá trị khác như máy ghi âm, điện thoại, máy chiếu phim, tàu điện. Đó là những bước ngoặt lớn trong lịch sử văn minh của loài người, theo nhà bác học và án tử hình, nhà sinh xuất bản Thanh Niên Hà Nội năm 1992. Ở đây phần chú thích: Thomas Edison sinh năm 1847, mất năm 1931, nhà phát minh vĩ đại người Mỹ. Hai là suy nghĩ rất lung, là tập trung suy nghĩ cao độ. Rồi tiếp theo là tình huống 2, Lê Thái Hoàng, một học sinh năng động, sáng tạo. Nhắc đến thành tích của đội tuyển Việt Nam khi tham dự các kỳ thi toán quốc tế, nhiều người hẳn vẫn chưa quên hình ảnh cậu học sinh Việt Nam nhỏ nhắn, người đã vinh dự được đích thân Tổng thống nước Cộng hòa Rumani trao huy chương vàng toán quốc tế lần thứ 40, tổ chức tại Bucharest vào tháng 7 năm 1999. Đó là Lê Thái Hoàng, học sinh lớp 12A, khối phổ thông chuyên toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Có được thành tích đáng tự hào ấy là nhờ sự say mê, nỗ lực và ý chí quyết tâm cao trong cái học tập của Hoàng. Ngoài những giờ học trên lớp, Hoàng luôn tự tìm tòi nghiên cứu để tìm ra cách giải toán mới hơn, nhanh hơn, làm hết đề toán ở nhiều loại báo trong nước và nước ngoài sưu tầm được. Hoàng còn đến thư viện tìm những đề thi toán quốc tế, photocopy lại, về nhà tự dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Gặp những bài toán khó thì Hoàng thường thức đến 1-2 giờ sáng tìm bằng được và giải mới thôi. Niềm say mê cùng sự chủ động, sáng tạo trong học tập của Hoàng đã mang lại những cái thành tích xứng đáng. Năm 1998, Lê Thái Hoàng đạt giải nhì kỳ thi toán quốc gia và huy chương đồng trong kỳ thi toán quốc tế lần thứ 39 tại Đài Loan. Tháng 3 năm 1999, Hoàng đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Olympic toán châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11, và với cái tấm huy chương vàng trong kỳ thi toán quốc tế lần thứ 40 tổ chức tại Rumani, Hoàng đã cùng đội tuyển Việt Nam vươn lên đứng thẳng thứ hạng thứ 2 trên thế giới. Trong những kỳ thi đó, niềm vui lớn nhất của Hoàng chính là những cái thành tích mà đội tuyển Việt Nam đem về cho đất nước. Rồi như vậy các em đã vừa theo dõi hai cái tình huống, rồi tiếp sau đây là phần gợi ý. Câu A, em có nhận xét gì về cái việc làm của Edison và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyện trên? Hãy tìm ra những cái chi tiết trong truyện thể hiện cái tính năng động sáng tạo của họ. Thì đầu tiên đó là việc làm của Edison. Việc làm của Edison và Lê Thái Hoàng trong hai câu chuyện đều thể hiện cái khía cạnh khác nhau của tính năng động sáng tạo. Edison thì để có đủ ánh sáng kịp thời mổ cấp cứu cho mẹ, ông đã nghĩ ra cách đặt các tấm gương xung quanh giường
mẹ và đặt các ngọn nến đèn dầu trước gương, điều chỉnh vị trí đặt chúng sao cho sáng tập trung vào đúng chỗ, thuận tiện để cho thầy thuốc mổ cho mẹ mình. Về Lê Thái Hoàng thì tìm tòi nghiên cứu và tìm ra các cách giải toán mới hơn, nhanh hơn, đến thư viện tìm những cái đề thi toán quốc tế, dịch ra tiếng Việt để làm, kiên trì làm toán, gặp những bài khó. Hoàng thường thức đến 1-2 giờ sáng để tìm được lời giải mới thôi. Rồi tiếp theo câu B, theo em những việc làm đó đã đem lại thành quả gì cho Edison và Lê Thái Hoàng? Thì những việc làm đó đã mang lại niềm tự hào vinh quang cho Edison và Lê Thái Hoàng. Edison cứu sống được mẹ mình và sau này trở thành nhà phát minh vĩ đại trên thế giới. Lê Thái Hoàng đạt huy chương đồng kỳ thi toán quốc tế lần thứ 39 và huy chương vàng kỳ thi toán quốc tế lần thứ 40. Rồi tiếp theo câu C, năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay? Năng động sáng tạo là cái phẩm chất rất cần thiết cho cái người lao động trong cái xã hội hiện đại. Nó giúp cho con người có thể vượt qua được những cái ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn được cái thời gian để đạt được cái mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Nhờ năng động sáng tạo mà con người đã làm nên những cái kỳ tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. Tiếp theo là phần 2 La Mã nội dung bài học. 1. Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm. Sáng tạo là say mê, nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những cái giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới. Cái cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có. Người năng động sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, công tác nhằm đạt cái kết quả cao. Năng động sáng tạo là cái phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những cái ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Nhờ năng động sáng tạo mà con người đã làm nên những cái kỳ tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. 3. Năng động sáng tạo là cái kết quả của quá trình rèn luyện siêng năng tích cực của mỗi người trong học tập, lao động và cuộc sống. Để trở thành người năng động sáng tạo thì mỗi học sinh cần phải tìm ra cái cách học tập tốt nhất cho mình và cần tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống. Rồi tiếp sau nữa là phần 3 La Mã bài tập. Bài tập 1. Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện cái tính năng động sáng tạo hoặc không năng động sáng tạo vì sao? A. Trong giờ học các môn khác, Nam thường đem bài tập toán hoặc tiếng Anh ra làm. B. Ngồi trong lớp, Thắng thường nghe chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài. Khi có điều gì không hiểu là Thắng mạnh dạn hỏi ngay. C. Trong học tập, bao giờ em cũng chỉ làm theo những điều thầy cô đã nói. D. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Văn cho rằng mình cần phải làm bất cứ cách nào để tăng thêm thu nhập. Rồi tiếp theo câu D. Sau khi đã cân nhắc và bàn bạc kỹ lưỡng, ông Thận quyết định xin vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất. Tiếp theo câu E. Mặc dù trình độ học vấn không cao, song ông Lễ luôn tìm tòi học hỏi để tìm ra cách làm riêng của mình. G. Đang là sinh viên, song anh Quang thường hay bỏ học để làm kinh tế thêm. H. Khi tìm hiểu bất cứ vấn đề gì, Minh thường đặt câu hỏi vì sao và trao đổi lại với thầy cô, bạn bè hoặc tìm đọc thêm những sách báo có liên quan để tìm lời giải đáp. Như vậy, các em thấy rằng ở đây hành vi B, D, E, H là thể hiện cái tính năng động sáng tạo bởi vì B. Thắng say mê học tập không thỏa mãn với những cái điều đã biết. E và D. Ông Thận, ông Lũy là những người dám nghĩ, dám làm để tìm ra cái mới.
H. Bên là người say mê tìm tòi phát hiện ra cái mới. Những biểu hiện đó chứng tỏ họ là những người năng động sáng tạo. Còn hành vi A, C, D và G không thể hiện sự năng động sáng tạo bởi họ là những người bị thụ động trong công việc, học tập và làm việc tùy tiện. Rồi tiếp theo bài tập 2, em tán thành hay không tán thành với những quan điểm nào sau đây, vì sao? A. Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được. Năng động sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mới cần đến sự năng động. Năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của con người trong nền kinh tế thị trường. Người là càng năng động sáng tạo thì càng vất vả. Năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của người lao động trong mọi thời đại. Như vậy, những cái tình huống, những cái quan điểm ở trên thì em tán thành với những quan điểm đó là D và E. Bởi vì năng động sáng tạo là cái phẩm chất cần có của mỗi con người trong học tập, trong lao động và trong cuộc sống. Nhất là trong cái thời đại ngày nay khi nền kinh tế thị trường phát triển, để hội nhập và phát triển thì sự năng động sáng tạo là vô cùng cần thiết, không thể thiếu được. Còn ở đây em không tán thành với những quan điểm đó là A, B, C và D. Bởi vì ở lứa tuổi nào, lĩnh vực nào cũng cần có cái sự năng động và sáng tạo. Thiếu nó chúng ta sẽ trở nên thụ động, dập khuôn, máy móc và làm việc kém hiệu quả. Rồi tiếp theo bài tập 3. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện cái tính năng động sáng tạo? Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cái cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc. Có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kiến riêng của mình. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn chỉ bảo. Thì ở đây các hành vi B, C và D và D là thể hiện cái tính năng động sáng tạo. Rồi tiếp theo bài tập 4. Em hãy tìm hiểu và giới thiệu tấm gương năng động, sáng tạo của các bạn học sinh trong lớp, trong trường hoặc ở địa phương em. Ví dụ, bạn Nhung lớp em là một tấm gương về năng động sáng tạo. Bạn luôn tìm cách học tập hiệu quả nhất, không chỉ học bài giảng trên lớp của thầy cô. Nhung không ngừng tìm tòi những phương pháp học mới. Nhung đã chọn các phương pháp học nhanh, nhớ nhanh thông qua hình ảnh. Cùng bạn bè thảo luận luôn luôn ứng dụng bài học vào thực tế. Vì thế, Nhung luôn đạt kết quả cao trong việc học tập, tiết kiệm được thời gian học tập, có nhiều thời gian rảnh để giúp đỡ bố mẹ. Ví dụ 2. Đặng Minh Đức là học sinh giỏi nhiều năm của trường Trung học cơ sở Thác Mơ, thị xã Phước Long. Bạn được biết đến là một thiếu niên năng nổ, hoạt bát và nhiệt tình tham gia các phong trào ở trường, lớp và địa phương. Năm 2013, Đức tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và đã xuất sắc lọt giải 3 với mô hình máy xúc nông sản bán tự động rất hữu dụng. Thì cái sáng tạo đó được xuất phát từ cái việc nhiều lần cùng ba mẹ đến với những sự chế biến điều ở địa phương. Đức thấy người lao động vất vả khi phải phơi và thu gom hạt điều một cách thủ công trên diện tích sân phơi khá rộng lớn. Từ đó Đức đã xảy ra cái ý tưởng làm chiếc máy xúc nông sản bán tự động để hỗ trợ người nông dân, đặc biệt là các cơ sở chế biến điều, giải quyết bài toán nhân công và năng suất lao động trong thu gom nông sản chỉ với một lao động bằng cách sử dụng chiếc máy thu gom này. Thì mô hình sáng tạo này của Đức đã được ban giám khảo cuộc thi đánh giá là có tính ứng dụng cao, rất phù hợp với điều kiện ở Bình Phước. Nếu được ứng dụng rộng rãi vào thực tế, thực tiễn thì sẽ giúp tiết kiệm đáng kể cho sức lao động cũng như nhân công trong việc thu gom nông sản. Thì sản phẩm của Đức được Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn là một trong những sản phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi toàn quốc. Tiếp theo là bài tập 5. Vì sao học sinh phải rèn luyện tính năng động sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó ta cần phải làm gì? Thì học sinh cần phải rèn luyện tính năng động sáng tạo bởi vì đức tính này sẽ giúp các em tích cực, chủ động,
chủ động, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động nhằm đạt kết quả cao trong mọi việc. Thì để trở thành người năng động sáng tạo, học sinh cần phải tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình. Có các phương pháp học tập đúng đắn, có kế hoạch và tích cực vận dụng những cái điều đã biết vào cuộc sống. Rồi tiếp theo bài tập 6. Hãy nêu một số khó khăn mà em đã gặp phải trong học tập hoặc trong cuộc sống và tự xây dựng kế hoạch để khắc phục khó khăn đó. Khó khăn là gì? Em cần đến sự giúp đỡ của những ai? Giúp đỡ những gì? Dự kiến thời gian để khắc phục khó khăn đó. Thì ở đây khó khăn có thể em có thể gặp đó là học kém một môn nào đó, chẳng hạn tiếng Anh hay toán lý. Em phải có kế hoạch học tập hợp lý, cần cù, chịu khó đầu tư thời gian cho những môn học mình còn yếu. Em có tập nói ngọng, nói lắp thì phải chịu khó luyện nói để khắc phục những cái khuyết điểm của mình. Đây là gì ạ? Chưa xong. Hỏi rồi. Mẹ đang rồi, mẹ quay tiếp nè. Tiếp theo là bài tập số 7. Em hãy sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tính năng động sáng tạo. Tục ngữ, ca dao, danh ngôn: học một biết mười, đi một ngày đàn học một sàng khôn, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, cần cù bù thông minh, thua keo này bày keo khác, non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi. Sáng tạo là chứng chỉ duy nhất của thiên tài, ngạn ngữ pháp. Như vậy thì đến đây các em đã cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 9. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Tim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.